Tiêu Viêm đã bón hành cho trưởng lão Phong Lôi Các, ép lão ta phải tự bạo nhằm kéo hắn xuống địa ngục cùng với mình. Tiếc rằng ý định đó đã không xảy ra, Tiêu Viêm sử dụng sức mạnh không gian bao bọc Thẩm Vân lại, khiến hành động tự sát của lão ta trở nên vô ích. Tuy đã giải quyết được mối nguy hại trước mắt, nhưng mà hành động của hắn lại trực tiếp kết thù oán với Phong Lôi Các. Lão tổ Hồng Gia chọn cách bỏ chạy giữ mạng, sau đó tìm cơ hội báo thù sau. Thẩm Vân tùy tự bảo, nhưng lão ta vẫn để lại cho mình một con đường lui, đó là lưu lại một tia linh hồn để chạy trốn. Tiếc rằng hành động này lại không thể qua mắt được Tiêu Viêm. Thấy mình đã rơi vào đường cùng, lão ta lại mặt dày thương lượng, đồng thời dùng uy danh của Phong Lôi Các để uy hiếp. Tiêu Viêm không thèm đáp lời, với một kẻ có lòng dạ như lão ta thì cứ trực tiếp hạ sát. Hôm nay buông thà, biết đâu ngày mai lão ta lại tìm tới tính sổ. Hành động quyết đoán này làm cho lão tổ Hàn Sa cũng thán phục. Hàn Tuyết, Hàn Nguyệt cùng lão tổ bay đến gặp mặt hắn. Lão tổ thì vẫn hoài nghi hắn có lòng dạ không tốt nên một mực đề phòng. Hàn Tuyết vừa mới gặp gỡ Tiêu Viêm không lâu nhưng đã tin tưởng hắn hoàn toàn. Thấy thái độ của hai đứa cháu thân thiết với Tiêu Viêm như vậy, lão tổ cũng lắc đầu ngao ngán. Ngày thường luôn cao ngạo, vậy mà tiểu tử này lại có thể làm cho bọn họ giống như biến thành người khác vậy. Chào hỏi qua loa, lão tổ Hàn Sa cũng dẫn hai đứa cháu rời đi. Thiên Hỏa Tôn giả lúc này mới lên tiếng trêu ghẹo hắn, đúng là có nhân duyên với gái mà. Về phía Phong Lôi Các, bọn họ nhanh chóng nhận ra trưởng lão đã bị giết chết. Căn cứ theo lịch trình di chuyển, các chủ biết nơi cuối cùng mà Thẩm Vân đi tới chính là Thiên Bắc Thành, nên đã phái ba trưởng lão đến đó điều tra. Nhờ vào Hồng Thiên Khiếu, đám người Phong Lôi Các đã biết được hung thủ hạ sát Thẩm Vân. Thế là bọn họ vẽ hình chân dung hắn rồi dán truy nã khắp thành. Rất nhiều người bàn tán về hắn, câu chuyện hắn dùng sức một mình đánh giết cường giả khiến cho rất nhiều người không tin. Tiêu Viêm vô tình đi ngang qua nên cũng nghe ngóng được tình hình và biết được cường giả của Phong Lôi Các đã bao vây Hàn Gia. Ép Hàn Gia giao ra Tiêu Viêm, nếu không sẽ bị tai họa ngập đầu. Đây rõ ràng là một cái bẫy, dù biết là như vậy nhưng mà chuyện của Hàn Gia vì hắn mà có cho nên không thể đứng nhìn được. Lúc này toàn bộ Hàn Gia đã bị bao vây tứ phía, nhiều ngày rồi mà vẫn chưa thấy hắn xuất hiện. Đổi lại là bọn họ, vì hai mỹ nhân Hàn Sa xông pha khói lửa cũng không chối từ. Bọn họ định chia nhau mỗi người một em. Hàn Điền nghe vậy lập tức chỉ trích, bọn chúng đường đường là người của Phong Lôi Các, vậy mà lại có lòng dạ vô sỉ như vậy. Hai tên kia nghe xong không những không phục mà còn xúc phạm ngược lại. Hàn Điền tức quá nên đã xông lên, định đập cho hai tên này no đòn. Nhưng còn chưa kịp làm gì thì đã bị một tia sấm sét đánh cho tê tái. Hành động vô sỉ này khiến cho Hàn Sa phẫn nộ vô cùng. Ba trưởng lão kia lại mặt sầy ủy hiếp, không cho bọn họ bàn luận về Phong Lôi Các. Rất nhanh sau đó, Tiêu Viêm cũng đi tới. Vừa mới xuất hiện đã bị rất nhiều đệ tử của Phong Lôi Các bao vây. Hắn lên tiếng mắng chửi hành động vô sỉ của Phong Lôi Các là dùng Hàn Sa để ép hắn hiện thần. Đám đệ tử Phong Lôi Các lên tiếng khinh thường, cho rằng hôm nay Tiêu Viêm sẽ phải chôn thây ở nơi này. Nói hùng hồn là như vậy, nhưng sau khi xông lên lại không đỡ nổi một đòn. Chỉ với vài đường cơ bản, Tiêu Viêm đã đánh cho bọn chúng nằm la liệt. Tiêu Viêm lên tiếng khiêu khích, để cho mấy tên tôm tép này ra bao vây thì cũng quá khinh thường rồi. Muốn bắt hắn thì e rằng các trưởng lão phải tự mình động thủ rồi. Bà lão già bên kia rất tự tin, trước khi đánh nhau vẫn không quên nói nhảm vài câu, nghĩ rằng mình thắng chắc rồi. Tiêu Viêm lấy ra khôi lỗi rồi lại thi triển đấu kỹ mà Thiên Hỏa Tôn giả đã chỉ dạy để gia tăng thực lực. Hồng Thiên Khiếu cũng đến, trước đó bị Tiêu Viêm bón hành ngập mồm, bây giờ có người chống lưng nên lá gan của lão ta đã lớn hơn, còn tuyên bố sẽ lấy mạng hắn để trả thù cho con cháu Hàn gia đã chết. Lão ta sẽ chiến đấu với khôi lỗi, ba vị trưởng lão thì đối phó Tiêu Viêm. Để tránh cho hắn chạy thoát, bọn họ đã hô hào đệ tử cùng nhau kết trận, tạo ra một cái kết giới bao bọc xung quanh lại. Người bên trong không thể ra ngoài, người bên ngoài không thể xông vào. Đấu kỹ Phong Lôi Các dường như đều có thuộc tính lôi điện, nên ba trưởng lão có thể hấp thu lôi điện gia tăng sức chiến đấu. Toàn thân bọn họ tỏa ra sấm sét. Một tên trưởng lão lao đến tấn công phủ đầu. Tiêu Viêm dễ dàng ngăn cản, phản công. Hai trưởng lão khác thì thừa cơ tấn công bất ngờ. Dù thực lực hắn có mạnh mẽ thì dưới sự vây công của ba người cũng phải chật vật. Lão già béo mập gọi là Lôi trưởng lão không may bị hắn bổ một cú vào người, cơ thể đấm mạnh xuống đất. Hai người còn lại thấy vậy phóng ra vô số công kích, uy lực khủng bố vô cùng. Nhưng còn chưa kịp biết kết quả thì tập phim đã khép lại. Hẹn gặp lại mọi người trong các video sau nhé!